Đây là chương trình Big 7 Premier League trên kênh bình luận viên Anh Quang Điều. Tôi rất vui vì mỗi ngày lại gặp mọi người vào giờ này để cùng nhau tìm hiểu về những chuyển động thú vị nhất đến từ 7 đại diện ưu tú nhất của Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhau đến với phần nội dung chính ngay bây giờ nhé. Thầy trò Erik ten Hag hành quân đến sân vận động Kenilworth Road của Luton Town với mục tiêu không gì khác đó là có được 3 điểm để hy vọng có được tấm vé tham dự đấu trường UEFA Champions League vào mùa giải năm nay. Tương trưng sẽ là một chiến thắng dễ dàng dành cho ten Hag cùng với những người học trò của mình. Tuy nhiên thực tế không phải là những điều mà chúng ta đã thường nghĩ trước trận đấu. Tưởng chừng sẽ là một chiến thắng dễ dàng trước câu lạc bộ Luton Town với hai pha lập công rất sớm của Rasmus Højlund. Tuy nhiên, phong độ phập phù thường thấy thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn rất biết cách khiến cho những cổ viên của mình lo lắng khi để Carlton Morris ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Luton Town phút thứ 14. Dù đã có một trận đấu vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng ten Hag cùng những người học trò của mình cũng có thể rời sân Kenilworth Road với 3 điểm ở trong tay. Sau khi trận đấu kết thúc, chiến lược gia người Hà Lan đã có một vài phát biểu đáng chú ý như sau. Khi trận đấu mới bắt đầu, chúng tôi đã có một vài sự may mắn. Hai bàn thắng đến sớm là một điều thật tuyệt vời. Tuy nhiên mọi chuyện tiếp theo không giống như những gì mà tôi mong đợi. Các thủ của tôi đã không tận dụng được các cơ hội. Lẽ ra Bruno Fernandes hay Garnacho đã có thêm một vài bàn thắng. Dù vậy, 3 điểm vẫn là điều khiến tôi hài lòng. Với việc phải rời sân sớm ngay trong 45 phút đầu tiên, thêm một lần nữa câu chuyện chấn thương của hậu vệ Luke Shaw đang là mối bận tâm lớn nhất đối với cổ động viên của nửa đỏ thẻ Manchester. Và mối bận tâm của người hâm mộ còn lớn hơn khi trang chủ của câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh vẫn chưa có bất kỳ một động thái cập nhật chính xác vấn đề của Shaw là gì. Huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ cho biết rằng câu lạc bộ cần thêm thời gian để thăm khám cho hậu vệ này. Với hai bàn thắng ghi được ở phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Rasmus Højlund đã vinh dự nhận được danh hiệu Man of the Match trong chiến thắng 2-1 của Quỷ Đỏ trước Luton Town vừa qua. Nhìn Højlund đang tỏa sáng hết tuần này đến tuần khác, rất nhiều cổ động viên của United đã tin tưởng rằng ngôi sao người Đan Mạch sẽ lại nối gót những tiền đạo xuất sắc nhất của câu lạc bộ như Rod Van Nistelrooy, Rooney hay Robin Van Persie để đưa Quỷ Đỏ đi đến những thành công trong tương lai. Đáng chú ý là Højlund chính là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở 6 trận đấu liên tiếp ở Ngoại hạng Anh trong lịch sử. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật với nhau một vài tin tức liên quan đến câu lạc bộ Tottenham nhé. Trong ít giây nữa, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một vài phát biểu đáng chú ý của cầu thủ gà trống, một chút về tình hình tài chính của câu lạc bộ này nữa. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Dele Alli đã từng được kỳ vọng rất nhiều tại câu lạc bộ đến từ phía Bắc London. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, những gì mà ngôi sao người Anh này để lại chỉ toàn thất vọng. Theo tin tức mới nhất từ Sky Sports cho biết, Tottenham dường như sẽ mất 10 triệu bảng vì Dele Alli dù đã bán anh cho Everton cách đây vài năm. Được biết trong điều khoản mà hai đội bóng nói trên ký kết với nhau vào năm 2022, Tottenham sẽ nhận thêm 10 triệu bảng nếu Alli chơi 20 trận cho The Toffers. Dù vậy với phong độ nghèo nàn của mình, cầu thủ 27 tuổi này chỉ mới có 13 trận đấu cho đội bóng chủ sân Goodison Park trước khi phiêu giạt tới các câu lạc bộ khác dưới dạng cho mượn. Với chấn thương đang gặp phải cũng như là sắp hết hạn hợp đồng với Everton, cơ hội để ban lãnh đạo gà trống có được số tiền kể trên gần như là không thể. Trong vài giờ vừa qua, ngôi sao Destiny Odoziyi của Tottenham đã có một vài chia sẻ về cảm nhận của bản thân sau khi được thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Odoziyi đã nói với tờ Gazzetta dello Sport như sau: "Postecoglou chắc chắn là một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy rất chuyên nghiệp và chăm chỉ trong lúc làm việc. Tôi đã từng nghĩ rằng phong cách phòng ngự mà bản thân học ở Italia có thể giúp tôi chơi tốt ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên tôi đã sai. Postecoglou chính xác là người đã chỉ bảo tôi rất nhiều để có thể hoàn thiện hơn khả năng chơi bóng của mình." Trong trận thua với tỷ số 1-2 vừa qua của câu lạc bộ Tottenham trước câu lạc bộ Wolves, những người hâm mộ của gà trống đã lo rất nhiều các thủ chơi bóng dưới sân vì đã thi đấu không hiệu quả và Yves Bissouma chính xác là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất. Trên thực tế, tác động của cầu thủ người Mali này cũng không thực sự rõ ràng trong trận đấu kể trên. Trận hòa trước nhà đương kim vô địch giải đấu Manchester City dường như đã giúp đoàn quân huấn luyện viên Pochettino có thêm rất nhiều sự tích cực trong phòng thay đồ của câu lạc bộ. Một vài những update mới nhất về các câu chuyện đã xảy ra The Blue trong 24 giờ vừa qua sẽ là điều mà các bạn mong muốn được biết. Ngôi sao Aseng Disasi đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc trước Manchester City vừa qua. Cách đây vài giờ, trang chủ của câu lạc bộ Chelsea cũng đã xác nhận rằng ngôi sao người Pháp chính xác là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu. Những cổ động viên của The Blue tin rằng phong độ của Disasi sẽ giúp được The Blue đánh bại Liverpool trong trận chung kết Cúp Liên đoàn sắp tới, nhằm tránh một mùa giải trắng tay dành cho thầy trò huấn luyện viên Pochettino.
Theo những cập nhật mới nhất từ các đầu báo nổi tiếng tại xứ sở sương mù cho biết, ban lãnh đạo của Chelsea đang dành rất nhiều sự quan tâm đến cho ngôi sao Pedro đang thi đấu cho câu lạc bộ Flamengo. Năm nay mới 26 tuổi, cầu thủ người Brazil này đang là một trong những chân sút được các đội bóng lớn ở châu Âu săn đón rất gắt gao. Dù vậy, cái giá 60 triệu bảng có thể làm cho bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ chùn chân trong thương vụ nói trên. Hậu vệ Ben Chilwell vừa qua đã chơi trận thứ 100 cho Chelsea. Chính trang chủ của câu lạc bộ này cũng đã đăng lên trang chủ của mình thông điệp chúc mừng ngôi sao người Anh. Dù gặp phải nhiều chấn thương cản trở đến thời lượng và chất lượng chơi bóng tại đội chủ sân Stamford Bridge, tuy nhiên những người hâm mộ của Chelsea vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Chilwell. Nhiều cổ động viên của The Blue còn tin rằng chàng hậu vệ này sẽ ở lại lâu dài để trở thành những biểu tượng của câu lạc bộ trong tương lai không xa. Mặc dù đã tuyên bố rằng sẽ rời đi sau mùa giải này kết thúc, tuy nhiên huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp của mình khi ông vẫn đang rất tận tâm trong công việc huấn luyện tại Lữ đoàn Đỏ. Và một trong số những việc mà ông vẫn đang làm là thúc đẩy ban lãnh đạo của Liverpool tìm kiếm thêm những cầu thủ chất lượng trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là người thay thế Mohamed Salah trong tương lai. Theo tờ Gibby Sport đưa tin, ban lãnh đạo của The Kop đã đưa ngôi sao Victor Kvaratskhelia vào danh sách cầu thủ tiềm năng có thể thay thế Mohamed Salah trong tương lai. Trên thực tế, Kvaratskhelia cũng là cái tên mà cổ động viên của nửa đỏ vùng Merseyside rất muốn được sở hữu. Được biết, ngoài ngôi sao của Russia ra, ban lãnh đạo của Liverpool còn nhắm đến một vài ngôi sao nổi bật khác như Leroy Sané, Rafinha hay Michael Olise. Theo những tin tức mới nhất từ các đầu báo lớn ở xứ sở sương mù cho biết, nhiều khả năng huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ có được sự phục vụ của ngôi sao Alisson Becker trong trận chung kết Carabao Cup sắp tới với Chelsea. Ngoài ra, tiền vệ Dominic Szoboszlai cũng có thông tin rằng đang tích cực hồi phục thể lực để có thể chinh chiến cùng những người đồng đội của mình trong ngày hôm đó. Van Dijk là một cầu thủ rất khác biệt, anh ấy là một người lãnh đạo bẩm sinh. Dù hiện tại Van Dijk không còn có được phong độ cao như một vài năm trước, tuy nhiên kinh nghiệm cũng như vai trò thủ lĩnh vẫn được anh ấy thể hiện rất tốt vào lúc này. Đó chính xác là những lời mà cựu huấn luyện viên của Tottenham Tim Sherwood đã nói về trung vệ số 1 của The Kop là Virgil van Dijk. Được biết, đã có rất nhiều cổ động viên Lữ đoàn Đỏ đã thể hiện quan điểm ủng hộ những điều mà Tim Sherwood đã nói. Tương lai của Kylian Mbappe đang là chủ đề nóng trong những tuần vừa qua trên các phương tiện truyền thông. Tiền đạo người Pháp đã tuyên bố rằng anh sẽ rời sân công viên các hoàng tử vào mùa hè tới đây, và hiện tại có rất nhiều ông lớn trên toàn châu Âu theo đuổi ninja rùa. Và mới đây, Man City cũng đã tham gia vào đường đua này. Theo tờ Metro cho biết, ban lãnh đạo của Manchester City đã nhảy vào cuộc đua giành lấy chữ ký của siêu sao Kylian Mbappe. Theo tờ báo trên tiết lộ, những người đại diện của nửa xanh thành Manchester đã có một vài buổi tiếp xúc và nói chuyện với người đại diện của cầu thủ người Pháp. Sau khi biết được thông tin trên, đã có rất nhiều cổ động viên của The Citizen cảm thấy hứng thú trước viễn cảnh hai ngôi sao nổi bật nhất thế giới hiện tại là Erling Haaland và Kylian Mbappe sẽ cùng nhau đưa Man City chinh phục thêm những đỉnh vinh quang trong tương lai. Theo những cập nhật mới nhất từ tờ The Mirror cho biết, tập đoàn City Group, chủ sở hữu của Manchester City, vừa qua đã chính thức thông báo rằng tập đoàn này vừa hoàn tất thỏa thuận đầu tư vào câu lạc bộ Istanbul và Başakşehir của Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, những ông chủ của The Citizen sẽ có quyền can thiệp vào các hoạt động như tư vấn chiến lược bóng đá dài hạn, tuyển dụng, tuyển trạch viên và phương pháp huấn luyện cho Istanbul và Başakşehir. Trước đó, City Group cũng đã sở hữu một vài câu lạc bộ khác như New York City, Melbourne City, Yokohama Mariners hay nổi tiếng hơn là Girona, Palermo và Man City. Trong trận đại chiến với Chelsea vừa qua, những ống kính máy quay trên sân Etihad đã quay lại hình ảnh những cầu thủ bên phía nửa xanh thành Manchester đã dành cho Cole Palmer những cái bắt tay hay cử chỉ ôm thân mật. Dù vậy, trong đội hình của nhà đương kim vô địch châu Âu, duy nhất chỉ có thủ thành Ederson Moraes là không hề dành cho người đồng đội cũ của mình một hành động chào hỏi nào. Tiền vệ Bruno Guimaraes đã và đang phát triển bản thân một cách nhanh chóng tại Newcastle trong mùa giải này, mặc cho những chú chim chích chòe có gặp bao nhiêu khó khăn trong thời gian gần đây, và màn trình diễn của Guimaraes đã lọt vào tầm ngắm của một số câu lạc bộ khác tại lục địa già. Theo nguồn tin độc quyền từ đầu báo HITC Football cho biết, trong trận đấu mới nhất của Newcastle đối đầu với câu lạc bộ Bournemouth vừa qua, những đại diện của hai gã khổng lồ bóng đá ở châu Âu là Paris Saint-Germain và Barcelona đã có mặt trên khán đài sân vận động Saint James Park để theo dõi màn trình diễn của ngôi sao Bruno Guimaraes. Sau khi biết được thông tin này, những cổ động viên của chiếc chòe đã vô cùng lo lắng. Họ hiểu rằng nếu như câu lạc bộ này mất đi sự phục vụ của Guimaraes sẽ là một thảm họa dành cho họ. Trên thực tế, phong độ của cầu thủ người Brazil này trong mùa giải năm nay vô cùng ấn tượng. Bruno Guimaraes đã ra sân 33 trận đấu cho Newcastle United trong mùa giải năm nay.
Joe White đã được huấn luyện viên Eddie Howe tung vào sân ở phút 90+1 trong trận hòa 2-2 với Bournemouth vừa qua. Chàng trai này sinh năm 2002 và đây cũng là lần đầu tiên Joe White được ra sân cho Chích Chòe trong một trận đấu chính thức ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Dù không có được nhiều thời gian thể hiện bản thân, tuy nhiên sau trận đấu những người hâm mộ của Newcastle cũng đã dành rất nhiều lời động viên gửi đến măng non trẻ tuổi này. Cổ động viên Newcastle tin rằng quà chính xác sẽ là tương lai của đội bóng sau này. Vừa qua, giám đốc điều hành của Newcastle United ông Darren Ayres đã có một vài phát biểu rất đáng chú ý về câu chuyện định hướng nâng cấp sân St James Park như sau. Tôi biết rằng tốc độ xây dựng của khu St James Park đang không được như mong đợi. Dù vậy, tôi tin chắc rằng mọi thứ sẽ hoàn thành trước khi mùa giải mới bắt đầu và sau đó những kế hoạch khác hoành tráng hơn sẽ được chúng tôi tiến hành thực hiện. Chúng ta sẽ có được một sân vận động như mơ trong tương lai không xa. Trong phần cuối của chương trình Big 7 Premier League ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một chút về tình hình của các pháo thủ thành London nhé. Trong một vài phút tới đây, hãy cùng tôi điểm qua những câu chuyện mà huấn luyện viên Mikel Arteta đã trải qua trong 24 giờ qua như thế nào. Trung vệ Gabriel Magalhaes đã ra sân thi đấu tổng cộng 32 trận cho các pháo thủ thành London trong mùa giải năm nay. Sự xuất sắc của ngôi sao này cũng là một phần lý do khiến cho phong độ của Arsenal thăng hoa như thời điểm hiện tại. Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Gabriel Magalhaes, các cổ động viên của The Gunners đã đặc biệt yêu ái viết tặng cho ngôi sao này một bài hát nhằm cổ vũ cầu thủ này. Được biết trong lời của bài hát nói trên, Gabriel Magalhaes đã được người hâm mộ pháo thủ gọi là một bức tường vững chắc ở hàng phòng ngự. Trong thời gian vừa qua, phong độ của Kai Havertz cũng đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ pháo thủ cảm thấy vui mừng và cũng đã có một bộ phận những cổ động viên cảm thấy hối hận vì trong quá khứ đã chỉ trích cầu thủ này. Trong số đó có nhà báo Piers Morgan. Được biết sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Kai Havertz, nhà báo này đã đăng tải một vài dòng cảm xúc lên trang cá nhân X của mình nhằm thể hiện sự hối tiếc của bản thân khi đã chỉ trích Havertz trước đây. Piers Morgan đã nói như sau: "Màn trình diễn của bạn thật tuyệt vời, Kai à, cậu đã khiến cho rất nhiều chuyên gia bóng đá từng chỉ trích cậu phải hối hận, trong đó có cả tôi." Như vậy là chương trình Big 7 Premier League trên kênh bình luận viên Anh Quân News ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Hy vọng với những thông tin mà tôi và ekip đã cập nhật thì mọi người sẽ nắm bắt được những chuyển động của bảy ông lớn tại xứ sở sương mù. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.